Tôi chắc chắn là các ông xem hết cái video này kiểu gì cũng sẽ có những cái hoài niệm của riêng mình về những ngày trốn đi đá bóng trời mưa. Một siêu phẩm của Đình Lực. Chào anh em, hôm nay Đình Lực Soccer lại tiếp tục về quê để tham dự giải bóng đá xã của mình tổ chức. Hôm nay thì mình đá trận sau nên mình đến sớm hơn để theo dõi trận trước. Nhưng mà tình hình tín hiệu như thế này là dự đoán hôm nay sẽ là một trận thủy chiến nữa rồi anh em ạ. Sân cỏ tự nhiên mà trời mưa to như thế này là anh em hiểu vấn đề luôn rồi đấy. Bước vào trận đấu thì các vũng nước ở trên sân gây rất là nhiều khó khăn cho cả hai đội. Mình đang ghi âm cái video này, nhìn lại anh em đá bóng trên sân mà mình cười không đỡ được luôn anh em ạ. Có rất là nhiều khi đối thủ đá cỏ bóng mà nguyên một cái tảng bùn bay lên mặt của mình luôn đấy. Khi gặp cái thời tiết oái oăm như thế này thì chỉ có đá bóng chích mũi là nhanh nhất và hiệu quả nhất rồi. Và đây là một pha đỡ bóng lỗi của đội bạn. Do sân trơn, bóng ướt nên là mình đỡ bóng thuận lợi ra má ngoài, sau đó chích mũi luôn. Cuối cùng thì Đình Lực Soccer cũng đã có bàn thắng dành riêng cho mình rồi anh em ạ. Ngay sau đó là những cái tình huống hết sức nguy hiểm nhưng mà bàn thắng tiếp theo thì vẫn chưa đến. Điển hình là pha bóng trúng cột dọc này, bóng đập cột đẩy xuống, thế nào nó lại tõm ngay ở cái húng nước trước khung thành. Mình sút cái quả này xong cái, cổ động viên ở bên ngoài cười ô lên luôn. Ngay sau đó thì đội mình được hưởng một pha đá phạt chếch về phía cánh trái. Khoảng cách là khá xa và góc khá là hẹp nhưng mà mình vẫn quyết định đá thẳng. Rất là may mắn đối với mình khi mà bóng vượt qua tầm với của thủ môn và bàn thắng thứ hai cứ thế đến với mình. Anh em thấy chưa, tôi đã bảo là trận này tôi làm lại rồi mà anh em cứ không tin. Những phút tiếp theo thì vẫn là những cái tình huống bên mình gây sức ép rất là lớn đối với đối thủ. Anh em nhìn những cái pha bóng bóng lập bập trước khung thành này mà xem mấy cái quả này mà buồn cười thật sự luôn đấy anh em ạ. Ai cũng chân nấm tay bùn, nhầy nhụa thế này trông giải trí thật sự. Tình hình như thế này có khi ở ngoài xem còn thích hơn ở trong sân đấy. Lúc này thì bóng bật ra và một tình huống lóng ngóng của thủ môn đội thôn Chè đã để bóng lọt háng. Đội mình thì do là hai thôn gộp lại nên là tương quan lực lượng có nhỉnh hơn đội bạn một chút. Chính vì vậy thì đa số bên mình toàn đá lửa sân thôi. Sang hiệp 2 thì sau một pha đi bóng của mình, cầu thủ đội bạn đã băng ra và phạm lỗi trong vòng cấm. Lúc này thì trọng tài đã ngay lập tức chỉ vào chấm đá phạt. Trận trước thì không ghi được bàn nào rồi, trận này thì mình phải ghi bàn giải khát mới được. Tỷ số lúc này đã là 4-0 sau cú sút bên thành công của Đinh Lực Soccer. Đó là cú hat-trick dành cho Đinh Lực. Trên sân lúc này thì đã có 3 anh em họ Cương nhà mình, là mình, anh Khoa và anh Thư. Lúc này thì mình cùng với anh Thư đã cặp tiền đạo với nhau. Việc mình liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự của đối thủ đã tạo ra cho anh Thư những khoảng trống. Đường chuyền đâu? Đánh đâu? Thế này thì anh em biết đẳng cấp của anh ấy như thế nào rồi đấy. Mời anh em cùng xem và nhận xét về 3 tình huống ghi bàn này nhá. Sân trơn bóng như thế này, không phải ai cũng ghi được 3 bàn thắng bằng cả hai chân như thế này đâu. Cơ hội, Minh Thư ra chân, vào! Kết thúc trận đấu thì đội mình đã giành chiến thắng với tỷ số 8-0. Đúng là một cơn mưa bàn thắng trong cơn mưa đầu mùa luôn anh em ạ. Trận sau thì đội mình sẽ đụng độ với một đối thủ rất là đáng gờm, đó chính là FC Thôn Sỏi. Liệu bên mình có giành chiến thắng và đứng đầu bảng được hay không? Anh em đừng quên follow Đinh Lực Soccer để cập nhật những video tiếp theo nhé.